你好，你编号几号？他编号575。你去过台湾了吗？哎，你过台湾去了？去了。他没有去过。你在台湾有亲戚朋友吗？哎，我没在没有台湾过。không。他没有。你会抽烟喝酒吗？还没喝过酒过。không。他不会。你目前在越南做什么工作？现在anh làm công việc gì？tôi làm thợ tiện。他当修装工。一个月薪水是多少？一个月多少？一个月4000。他薪水大概200块美金。你来台湾工作很辛苦，你受得了吗？来台湾工作真的不难，你受得了吗？受得了。他受得了。在台湾工作，如果雇主要求你配合加班，你愿意吗？雇主要求你加班，你同意吗？我同意。你对今天面试的工作，你还有什么问题要问吗？ngày hôm nay còn vấn anh còn vấn đề gì cần hỏi không? không. Tao mới hiểu vấn đề. Nhi tao chính chủ rồi mà. Anh đều hiểu rồi chứ? Tôi hiểu. Tha chính chủ rồi. Nhi, hôm nay, hồi đáp được vấn đề, nhớ lão sư, tuyệt sư, không nên chi phiền, nhi biết không? Những câu trả lời của anh ngày hôm nay phải thành thực, trung thực, không được lừa dối, anh có hiểu không? Tôi hiểu. Tha léo chìa rồi. Hảo, hiện tại chính nhi chăn chỉ lại thì xa băng. Bây giờ anh đứng dậy đi băng bát. OK， 谢谢。谢谢。